Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hành trình vượt ngục của phạm nhân Triệu Quân Sự. Trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự cướp điện thoại, xe máy của người dân, chạy ra đèo Hải Vân thì bị phát hiện. Lực lượng chức năng đang giáo diết truy bắt phạm nhân này. Triệu Quân Sự nguyên là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam với 5 lần đào ngũ, nhiều lần can tội trộm cắp, bị tòa tuyên án chung thân với các tội danh như giết người, cướp tài sản và đào ngũ. Sau khi thụ án, Triệu Quân Sự đã 2 lần trốn khỏi trại giam quân đội và đâm trọng thương một thiếu tá quân đội. Đây là hình ảnh phạm nhân đang bị truy nã Triệu Quân Sự. Sáng ngày 7 tháng 6, lực lượng công an, quân đội đã tiếp tục tổ chức truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự, 29 tuổi, trú ở tỉnh Thái Nguyên, bỏ trốn khỏi trại giam T10 quân khu 5, đóng tại Quảng Ngãi, đang lẩn trốn ở đèo Hải Vân. Theo thông tin từ các mũi trinh sát, hiện có 4 lán trại trên núi Hải Vân còn có lương thực, nên lực lượng chức năng bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ ở địa điểm này. Đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng khả nghi cần phải liên hệ báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương. Lực lượng chức năng nhận định Triệu Quân Sự có tiền án giết người, từng là quân nhân và có kinh nghiệm thực địa đồi núi, cho nên đặc biệt nguy hiểm. Việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Sự đã bị tòa án quân khu 1 từ Thái Nguyên tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Vào ngày 3 tháng 6, khoảng 14 giờ 20, Sự đã trèo qua tường rào kẽm gai tại khu giam của trại giam T10 trốn ra. Ra khỏi khu vực trại giam, Sự chạy trốn xuống hướng quốc lộ 1 thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Cùng thời gian này, tại km số 901 chốt núi Khởi ở thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, công an địa phương nhận tin báo chị NTH, 36 tuổi, nhân viên đường sắt trực ở chốt gác này bị một thanh niên lạ giật điện thoại. Đối tượng này sau đó chạy theo đường mòn và trốn trên một ngọn núi. Khớp nối với hồ sơ khai của nữ nhân viên, công an xác định phạm nhân trốn trại giam T10 Triệu Quân Sự đã giật điện thoại của chị rồi chạy về hướng tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình chạy trốn, Sự tiếp tục cướp một chiếc xe máy của người dân rồi di chuyển ra phía Bắc. Khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân đã phát hiện Sự chạy xe máy biển kiểm soát số 76X6-2978 hướng lên đèo Hải Vân, đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, nên ra hiệu dừng xe. Lúc này phạm nhân không chấp hành nên tăng ga bỏ chạy. Đến km số 912+200, người này vứt xe máy bên đường rồi leo lên triển đồi chạy trốn vào rừng. Ngay lập tức, Công an thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, quân khu 5 đã tổ chức phong tỏa đèo Hải Vân, tung các mũi trinh sát truy bắt Sự. Theo hồ sơ của trại giam, Triệu Quân Sự là chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1 khi gây án và bị bắt. Từ nhỏ, Sự học giỏi nhưng lại mê các trò chơi điện tử trên Internet. Vào năm 2007, Sự đang học lớp 10 thì quyết định nghỉ học. Đến năm 2011, Sự tham gia khám nghĩa vụ và trúng tuyển, được biên chế về đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1. Đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm Triệu Quân Sự ở khu vực đèo Hải Vân. Trong thời gian quân ngũ, Sự vẫn không cai được trò chơi điện tử nhưng có đến 5 lần bỏ trốn khỏi đơn vị, không xin phép để đi chơi. Những lần trốn khỏi đơn vị, Sự được gia đình vận động quay lại nơi đóng quân để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, Sự có lần đã lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động của đồng đội rồi bỏ trốn ra khỏi đơn vị để bán lấy tiền tiêu xài. Đến ngày 12 tháng 8 năm 2012, Sự lại tiếp tục đào ngũ lần thứ 5 và bỏ đi lang thang về Hà Nội sinh sống, rồi nảy sinh ý định cướp để lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện vụ cướp, Sự chuẩn bị một con dao mang theo người, rồi đi từ Mỹ Đình sang quận Long Biên, Hà Nội. Tại đây, Sự đi vào quán cà phê Hương Sen ở quận Long Biên, Hà Nội, uống cà phê. Sự thấy chị Phạm Xuân Hoa, 49 tuổi, chủ quán, đeo nhẫn, bông tai vàng nên quyết định ra tay giết người, cướp tài sản. Sự dùng con dao chuẩn bị sẵn rồi đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Sự tháo chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy hai máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Kẻ sát nhân này đến một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy, thuê nhà nghỉ để thay áo quần. Sau đó, hắn mang con dao vứt ở sông Hồng rồi bắt xe lên Tuyên Quang. Tại đây, Sự bán chiếc nhẫn vàng với giá 12 triệu đồng rồi tiếp tục di chuyển về Thái Nguyên bán hoa tai. Đến ngày 24 tháng 8 năm 2012, Công an thành phố Hà Nội ập vào một nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên khi Triệu Quân Sự đang nằm ngủ. Và tại đây đã bắt được Sự. Tháng 3 năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với các tội danh
giết người, cướp tài sản, đào ngũ. Và lần trốn chạy đầu tiên đã xảy ra như thế nào? Đây là hình ảnh Triệu Quân Sự bị bắt vào ngày 15 tháng 12 năm 2015. Gần cuối năm 2015, với thành tích bất hảo, Triệu Quân Sự bị biệt giam chung phòng với hai phạm nhân khác, trong đó có Nhâm Văn Tuấn, sinh năm 1985, ngụ ở xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, kẻ có nhiều tiền án về tội cướp tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi trại giam, bị tòa án quân sự kết án 28 năm 11 tháng tù. Tuấn từng gây ra 7-8 vụ cướp xe taxi hết sức manh động tại nhiều tỉnh, thành với cái kiểu không giống ai là trói gô tài xế, đẩy xuống ruộng rồi lấy xe về giấu một chỗ. Nếu không tẩu tán được thì vứt luôn xe. Bởi vậy, nếu so với độ danh ma, xảo quyệt thì Tuấn già dơ hơn. Để chuẩn bị cho lần trốn chạy này, Tuấn và Sự bàn một kế hoạch khá kỹ lưỡng. Tuấn giả vờ kêu bị đau bụng, xin quản giáo cho lên trạm y tế chạy để xin thuốc vì đau dạ dày quá không ngủ được. Sau đó, cứ mỗi chiều tối, lợi dụng lúc vào mùa mưa, phòng giam lại gần xưởng cưa, thường xuyên hoạt động. Hai tên cáo già này lại cho phạm nhân cùng phòng uống thuốc ngủ, mê mệt rồi thay nhau cưa song sắt. Và mảnh cưa gãy là do Tuấn nhặt được lúc lao động tại xưởng cưa trong trại. Sau mỗi buổi, bọn chúng lại lấy cơm trộn với đất rồi chát vào vết cưa để tránh bị phát hiện. Đến rạng sáng ngày 8 tháng 11 năm 2015, lợi dụng lúc trời mưa to, gió lớn, Tuấn và Sự cho phạm nhân cùng phòng uống nhiều thuốc ngủ hơn mọi khi, rồi cùng nhau bẻ song sắt phòng giam bỏ trốn. Hai tên vượt qua trại giam ra khu vực đồi núi rồi cởi bỏ bộ đồ quần áo phạm nhân tìm ra quốc lộ. Bọn chúng lẻn vào nhà dân lấy trộm quần áo phơi ngoài sân để mặc rồi bắt xe khách tiếp tục bỏ trốn. Bịa ra câu chuyện gây trắc ẩn như lang thang không có tiền thuê nhà trọ, phải ngủ bên lề đường nên bị mất sạch đồ đạc, quần áo. Tên Tuấn còn xin được thức ăn, mượn điện thoại của nhà ga xe để gọi cho người nhà gửi tiền qua bưu điện. Nhận được 1 triệu đồng, tới Đồng Nai, Tuấn chia tay Sự để trốn sang Campuchia. Còn lại một mình, Sự bắt xe ngược ra Bắc, tiếp tục hành trình trốn chạy. Đây là hình ảnh chiếc xe máy Triệu Quân Sự bỏ lại trên đèo Hải Vân. Đặc biệt, Triệu Quân Sự có nhiều người quen dọc tuyến đường trốn chạy, nhưng hắn không bao giờ đến nhờ vì sợ liên lụy, chỉ qua chơi một lúc. Sự có bố mẹ và em gái sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, nhưng hắn không quay về nhà. Đi tới đâu, Sự lại lang thang trộm cắp điện thoại, iPad, đêm thì ra gầm cầu, nghĩa trang để ngủ. Tới mỗi địa phương, sau khi gây án, hắn lập tức rời đi địa phương khác. Trinh sát truy nã cứ lần theo dấu vết của Triệu Quân Sự, nhiều lần bắt hụt vì chúng nhận được tin tới nơi nào thì hắn đã vừa rời đi. Đầu tháng 12 năm 2015, Sự đột nhập vào một cửa hàng bán điện thoại di động ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, gần sân bay Nội Bài. Tối hôm đó, khi chủ cửa nhà hàng vừa ra về, Sự cậy cửa lẻn vào. Thời điểm đó, thiếu tá Bùi Đức Đào, cán bộ thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, phát hiện thấy cửa hàng sát nhà mình mở cửa. Sau khi nghi ngờ nên anh vào kiểm tra, thấy thiếu tá Đào, Sự bất ngờ lao ra rút dao đâm. Nhát đầu tiên nạn nhân né được, con dao cắm vào vách cửa tôn sau nhà. Sự hung hãn tiếp tục đâm trúng bụng thiếu tá Đào, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sự lục lọi lấy đi 10 chiếc điện thoại loại đắt tiền, hơn 30 thẻ điện thoại mệnh giá cao rồi tẩu thoát. May mắn được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên thiếu tá Đào được cứu sống. Nhận được tin, ngay trong đêm, tổ công tác phòng 3 cục C53 nhanh chóng tổ chức truy tìm Triệu Quân Sự nhưng không đạt được kết quả. Sau này Sự khai, đêm đó hắn ngủ ngay trong nghĩa trang ngoài cánh đồng cách đó vài km. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 12 năm 2015, Triệu Quân Sự đã bị bắt khi đang say sưa chơi game trong một quán internet trên đường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lực lượng công an đã thu giữ trong người Sự một khẩu súng đồ chơi bắn bi, con dao gấp thường dùng gây án và hơn 1 triệu đồng cùng rất nhiều sim điện thoại, vài chiếc điện thoại di động. Trong thời gian vụ án, Sự lại tiếp tục vượt ngục lần thứ 2 vào ngày 3 tháng 6 bằng cách leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam. Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Sự là cao khoảng 1m6, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng. Đại diện công an thành phố Đà Nẵng cho rằng, ngoài lực lượng trinh sát, cảnh sát hình sự, quân khu 5 cũng cần cử thêm lực lượng đặc công đến hỗ trợ truy tìm phạm nhân. Cần tranh thủ thời tiết nắng nóng, phạm nhân Sự sẽ đói và khát nước, không thể di chuyển nhiều để tổ chức truy tìm rốt ráo hơn. Đây là hình ảnh Đại tá Trần Mưu ngoài cùng bên trái, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khảo sát trên đỉnh đèo Hải Vân. Và biên phòng cần tăng cường tàu thuyền cùng thiết bị trên biển để hỗ trợ, kiểm soát tàu thuyền, quan sát và tìm kiếm. Đồng thời, công an sẽ tiến hành trích xuất camera giám sát ở hai đầu đèo suốt từ tối 4 tháng 6 để tìm dấu vết phạm nhân,
để phòng đối tượng nhảy lên các xe hàng, xe trọng tải lớn chạy qua đèo để trốn thoát, và phối hợp với các ngành đường sắt để kiểm tra giám sát các chuyến tàu đi qua đèo để phòng nạn nhân nhảy tàu vượt đèo. Đại tá Trần Mưu cho biết Triệu Quân Sự là tội phạm lãnh án chung thân. Đối với đối tượng đặc biệt nguy hiểm này, tôi đã đề xuất nếu lực lượng tìm kiếm không kể là công an hay quân đội khi phát hiện ra nạn nhân và yêu cầu người này chấp hành, nếu mà chống thì sẽ dùng biện pháp mạnh là tiêu diệt. Đại tá Trần Mưu chia sẻ tiếp như vậy. Và đến 19 giờ tối ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được phạm nhân Triệu Quân Sự vượt ngục đang trốn ở rừng Hải Vân. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng, bộ đội thuộc quân khu 5, biên phòng thành phố Đà Nẵng và người dân vẫn đang quần thảo trong rừng và đèo Hải Vân để quyết truy tìm bắt được đối tượng nguy hiểm này. Và hiện nay công an Đà Nẵng đang phối hợp tích cực với quân đội và công an Thừa Thiên Huế tổ chức các phương án chốt chặn tại các nơi khả nghi về khả năng Sự nhảy lên tàu hỏa chạy trên tuyến đèo Hải Vân để trốn thoát. Ông Nguyễn Thanh Khánh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Huế cho biết hiện nay tốc độ chạy tàu trên đèo Hải Vân là khoảng 30 km/h. Nếu là người bình thường thì khả năng nhảy lên tàu đang chạy là rất khó. Hiện tại các lái tàu trên đèo Hải Vân đã được lực lượng công an thông báo về việc truy nã Triệu Quân Sự. Các trạm đường sắt đóng trên đèo Hải Vân cũng được thông báo về việc truy nã. Và chiều ngày 6 tháng 6, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã sử dụng thiết bị Flycam để bay, chụp ảnh địa hình rừng núi Hải Vân. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tập trung vào các khu vực hiểm trở, có nguồn nước như phía nam chân đèo Hải Vân, Làng Vân, Lăng Cô. Đây là những khu vực thuộc phần tha luy âm trở xuống, hiểm trở, khó tiếp cận bằng đường bộ. Đây là hình ảnh Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng sử dụng Flycam để truy tìm Triệu Quân Sự. Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị bước đầu triển khai một Flycam để truy tìm đối tượng. Thiết bị sẽ bay ghi hình ở độ cao từ 200 đến 500 mét, bắt đầu từ chân đèo Hải Vân, kéo dài đến địa phận Huế. Ngoài ra, lực lượng sẽ đi khảo sát nhiều địa điểm trên đèo Hải Vân để nhận định con đường mà Triệu Quân Sự có thể đi qua. Và thiết bị Flycam sẽ bay ghi hình ở các địa điểm hiểm yếu từ độ cao 200 đến 500 mét. Và những ngày đến đây, nếu cần thiết, đơn vị sẽ triển khai thêm một số thiết bị nữa để phục vụ công tác truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự, Đại tá Tín thông tin. Sáng cùng ngày, lực lượng tuần tra công khai đã rút khỏi hiện trường và đổi phương án chuyển sang đánh chìm bằng lực lượng trinh sát. Cũng theo Đại tá Tín, thời tiết nắng nóng, địa điểm hiểm trở gây khó khăn cho công tác truy bắt tội phạm. Trong khi đó, phạm nhân Sự lại có kinh nghiệm sinh sống ở địa bàn đồi núi. Với địa hình rừng núi của Hải Vân rất thuận lợi cho đối tượng lẩn trốn vì có thể thoát bằng đường biển, đường sắt hoặc đường bộ. Trong khi đó, vào sáng ngày 6 tháng 6, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã rút khỏi khu vực đèo Hải Vân. Và hiện nay, lực lượng cảnh sát công khai có mặt tại hiện trường đã rút khỏi. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã có những nhiệm vụ mới. Đại tá Mưu thông tin tiếp. Dọc tuyến đường lên đèo Hải Vân chỉ còn bố trí một vài điểm chốt. Các mũi trinh sát vẫn tiếp tục duy trì băng rừng tìm kiếm phạm nhân. Dọc bờ biển phía dưới chân đèo, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã sử dụng cano tuần tra lấy thông tin từ các ngư dân đánh bắt cá. Theo thông tin ghi nhận của phóng viên, vào sáng nay, dọc tuyến đường lên đỉnh đèo Hải Vân không thấy lực lượng mang sắc phục chốt chặn ở các địa điểm như những ngày trước đó. Và các cơ quan chức năng hiện nay chỉ bố trí các mũi trinh sát thâm nhập sâu vào các địa điểm có khả năng nghi phạm ẩn nấp tìm nguồn nước. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2020 với bản tin Hành trình vượt ngục của phạm nhân giết người Triệu Quân Sự. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.